Xin chào cả nhà. Sau cơn mưa nè cả nhà, sau cơn mưa mà ông trời ông tối thui tối thồi luôn á. Người ta nói sau cơn mưa trời lại sáng hen, còn này sau cơn mưa mà vẫn còn tối thui luôn, tối thui tối thồi. Để em mở cửa đi ra trước nha. Lá rụng quá trời quá đất luôn cả nhà ơi, quét nguyên cái sân này chắc xỉu luôn á. Chút xíu nữa quét sân dọn dẹp nha. Để em mở cửa đi ra trước nè. Đứt ruột cả nhà ơi, đứt ruột đứt gan. Cây mì thì nó cũng ngã rồi. Cái buồng chuối dài em mới khoe với cả nhà ở những video trước á, cưng quá trời cưng luôn, 8 tháng mới trổ được buồng chuối già mà bây giờ nó gãy ngang cái thân rồi. Cái này không biết vú chín không cả nhà ha. Em thấy chưa có rụng rốn mà không biết chín không. Bên đây còn cây nữa nè, cây kế bên cũng ngã nghiêng nghiêng ngã nè. Tại em trồng cặp mé bờ kinh á, nên chắc đất nó cũng mềm tơi xốp nên gió cái nó ngã, cái thân nó nặng quá. Bên đây buồn nữa nè cả nhà, kế bên nè. Để em đi lại xích đằng đây coi nha. Trời mưa không biết chỗ cả nhà có mưa không, chứ chỗ em trời mưa em thấy buồn quá trời luôn, không có ngôn tình như trong phim nha cả nhà. Ở ngoài là ở quê ở nông thôn Việt Nam là buồn lắm, buồn thúi ruột luôn á. Là đây là đứt ruột đứt gan đó nè cả nhà. Ở đây hai buồng chuối cao lai á. Trời ơi, hai chị em nó kế bên mà nó gãy luôn, nó gãy lần hai buồng luôn cả nhà. Một buồng em thấy chắc một chục nải á. Cả nhà thấy thấy đứt ruột không? Quá trời, em ra mở cửa ra mà em nhìn em rớt nước mắt luôn á cả nhà. Tiếc quá.